cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine ngày 12 tháng 7 năm 2023. Mặt trận phía Nam cháy rực, Ukraine đột kích, Storm Shadow sang phẳng nơi ở của các chỉ huy Nga ở Berdyansk. Sương mù chiến tranh tan đi, một chiến công được hé lộ, Ukraine sang bằng căn cứ của lực lượng đặc biệt Nga gần Mariupol, không còn ai sống sót. Một phần trong đợt hỗ trợ quân sự mới từ G7, chính phủ Anh đã phân bổ gói viện trợ khác cho Ukraine. Năm vấn đề đau đầu lãnh đạo NATO phải giải quyết tại hội nghị thượng đỉnh ở Litva, Nga-Ukraine thấp thỏm. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Zelensky phàn nàn về việc thiếu thời gian biểu cho việc gia nhập NATO trong tương lai. Cuối cùng là bạn thân, thân ai nấy lo. Erdogan giáng 5 đòn mạnh vào Putin chỉ trong một tuần. Tất cả sẽ được thông tin chi tiết ngay sau đây. Kính chào toàn thể quý vị khán thính giả thân thương của The Sài Gòn Post. Đến với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua, Molifa xin được cập nhật đến quý vị những nội dung chi tiết ngay sau đây. Chiến sự ngày thứ 504 chứng kiến mặt trận phía Nam cháy rực khi lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành pháo kích 4 mục tiêu lớn của quân xâm lược. Nổi bật trong số đó có khách sạn Duna, nơi đặt trụ sở chỉ huy quân sự của lực lượng Nga. Dịch vụ báo chí của cơ quan quản lý quân sự thành phố Berdyansk thông tin đã có một cuộc tấn công vào khách sạn Duna, nơi đặt trụ sở chỉ huy quân sự của những người chiếm đóng. Chính quyền thành phố báo cáo rằng tòa nhà về cơ bản đã bị san phẳng, đồng thời cho biết thêm rằng đống đổ nát đang được dọn sạch. Xe cứu thương đã được gửi tới địa điểm xảy ra vụ tấn công. Cơ quan quản lý quân sự thành phố Berdyansk cũng báo cáo rằng người dân Berdyansk đã nghe thấy một tiếng nổ khác vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 7 theo giờ địa phương và 6 tiếng nổ khác vào khoảng 16 giờ 30. Vladimir Rogov, một cộng tác viên của Nga, xác nhận rằng một vụ nổ đã xảy ra ở Berdyansk vào khoảng 16 giờ 30 và cho biết một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đã xảy ra ngay sau đó. Ông Rogov cũng cho biết lực lượng Nga đã bắn hạ hầu hết các hỏa tiễn trên biển, gần cảng biển thương mại Berdyansk và nói thêm rằng một trong những hỏa tiễn đã đánh trúng khu đất của một công ty có trụ sở tại Berdyansk. Trong khi đó, cơ quan quản lý quân sự thành phố Berdyansk báo cáo rằng các vụ nổ đã xảy ra ở khu vực lân cận nhà máy Pivden Hydromash. Báo cáo cũng cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã gây ra hỏa hoạn tại một cánh đồng gần quận Berdyansk. Rogov cho rằng các hỏa tiễn Storm Shadow đã được triển khai trong cuộc tấn công vào Berdyansk vào chiều 11 tháng 7. Thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov cũng cho biết thêm, khách sạn Duna ở Berdyansk đã bốc cháy đêm qua. Hàng chục binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, trong đó có ít nhất một vị tướng. Khuôn viên của một cơ sở công nghiệp ở Berdyansk, nơi những người Nga đặt căn cứ của họ, cũng bị đốt cháy trong ngày hôm nay. Tiếp tục là một chiến công mãn nhãn khác, nhưng đã bị sương mù của chiến tranh che lấp trước đó. Khoảng 3 tuần trước, những người bảo vệ Ukraine đã san bằng các căn cứ của quân xâm lược Nga ở làng Yalta vùng Donetsk, các tình nguyện viên người Nga Roman và Margarita. Kripsov từ Kurt nói rằng gần Mariupol, câu chuyện về trường dạy nghề Makeyevka thực tế đã được lặp lại, nơi hàng trăm kẻ xâm lược đã chết do một cuộc tấn công vào căn cứ của quân đội Nga vào đêm ngày 1 tháng Giêng. Lần này, hỏa tiễn Ukraine đã bay đến làng Yalta ở vùng Donetsk và đánh trúng các khách sạn nơi những người chiếm đóng sinh sống. Có rất nhiều kẻ xâm lược chết trong vụ tấn công, nhưng trường hợp này đã bị chính quyền Nga che giấu. Khoảng 3 tuần trước, tại hai ngôi làng gần Mariupol nằm ở vùng sâu phía sau, có hai hỏa tiễn rơi xuống căn cứ nơi có lực lượng đặc biệt của chúng tôi. Có rất nhiều nạn nhân trong số chúng tôi. Vì lý do nào đó, thông tin này không được ban bố, Roman Kripsov nói. Theo ông, cư dân địa phương ghét những kẻ chiếm đóng và đã cung cấp nơi đóng quân của họ cho lực lượng vũ trang Ukraine. Nhớ lại rằng trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã buộc phải thừa nhận trận đòn và số lượng lớn người chết ở Makeyevka, nơi các phóng viên quân sự cho rằng con số của họ cao hơn nhiều. Ngoài ra, hình ảnh của trường dạy nghề số 19 bị phá hủy ở Makeyevka được chụp từ vệ tinh Planet Labs đã xuất hiện. Đoạn phim cho thấy không ai ở trong tòa nhà vào thời điểm đến có cơ hội sống sót. Anh sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ quân sự mới. Chính phủ Anh đã phân bổ gói viện trợ khác cho Ukraine. Ngoài ra, Vương quốc Anh và các thành viên G7 sẽ cung cấp một đợt hỗ trợ quân sự mới.
Điều này được báo cáo bởi RBC Ukraine có liên quan đến Reuters. Theo đó, chính phủ Anh đã phân bổ 65 triệu đô la để sửa chữa các thiết bị và thành lập một trung tâm cải tạo quân sự ở Ukraine. Ngoài ra, là một phần của đợt hỗ trợ mới, Vương quốc Anh và các thành viên G7 sẽ cung cấp thêm hàng nghìn quả đạn Challenger 2, hơn 70 phương tiện chiến đấu và phương tiện hậu cần. Chính phủ Anh cho biết trong một tuyên bố rằng các chương trình này sẽ được tài trợ thông qua gói hỗ trợ toàn diện của NATO cho Ukraine. Tất cả các thành viên G7 dự kiến sẽ ký một tuyên bố chung. Nó sẽ xác định cách các đồng minh sẽ hỗ trợ Ukraine trong những năm tới để chấm dứt chiến tranh. Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói, việc hỗ trợ Ukraine tiến tới trở thành thành viên NATO kết hợp với các thỏa thuận chính thức, đa phương và song phương cũng như sự hỗ trợ ưu tiên từ các thành viên NATO sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Tổng thống Putin và mang hòa bình trở lại châu Âu. Về sự trợ giúp cho Ukraine từ Anh, Vương quốc Anh đã liên tục hỗ trợ Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Đặc biệt, đây là nơi đầu tiên tuyên bố chuyển giao xe tăng hiện đại của phương Tây và hỏa tiễn tầm xa cho lực lượng phòng vệ. Ngoài ra, Anh đã trở thành quốc gia đi đầu trong việc đào tạo phi công Ukraine trên các máy bay chiến đấu của phương Tây. Thứ trưởng Quốc phòng James Hippie lưu ý rằng cuộc tập trận trong đó có kế hoạch huấn luyện 20 phi công Ukraine sẽ bắt đầu vào tháng 8. Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine đã củng cố sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương và lý do tồn tại của NATO, một hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra tại thủ đô Vilnius của Litva trong 2 ngày 11-12 tháng 7. Dưới đây là 5 vấn đề chính, bao gồm triển vọng gia nhập NATO của Ukraine chắc chắn sẽ thống trị các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius. Chi tiêu quốc phòng. Kể từ hội nghị thượng đỉnh NATO ở Riga năm 2006, các quốc gia thành viên đã cam kết dành 2% GDP của họ cho chi tiêu quốc phòng, nhưng chỉ một số ít quốc gia đáp ứng được điều này. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine đang làm thay đổi cách tiếp cận của châu Âu đối với an ninh, những cam kết này đã được nhắc lại nhiều lần và nhiều thành viên NATO ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, trong khi Ba Lan đặt mục tiêu đạt mốc 4%, còn các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Litva cam kết ở mức 3%, thì chỉ có 7 trong số 31 thành viên NATO hiện đáp ứng được cam kết 2%. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gần đây đã nhấn mạnh rằng mục tiêu 2% là mức tối thiểu, mức sàn chứ không phải mức trần. Triển vọng gia nhập NATO của Ukraine. Các cuộc tranh luận sôi nổi nhất sẽ diễn ra xung quanh vấn đề bảo đảm an ninh sau chiến tranh của Ukraine và tư cách thành viên NATO của nước này. Tháng 9 năm 2022, Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, liên minh bị chia rẽ về vấn đề này, trong khi các quốc gia Trung và Đông Âu đang thúc đẩy Ukraine trở thành thành viên NATO do năng lực quân sự đã được chứng minh của nước này trong việc chống lại Nga. Những nước khác như Mỹ và Đức lại tỏ ra dè chừng. Những quốc gia khác như Vương quốc Anh và Pháp lại ủng hộ một lộ trình nhanh chóng để Ukraine trở thành thành viên NATO bằng cách loại bỏ điều kiện tiên quyết trong kế hoạch hành động dành cho thành viên, MAP. Có sự đồng thuận trong NATO về việc Ukraine sẽ không gia nhập liên minh cho đến khi chiến tranh với Nga kết thúc, điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng chấp nhận. Lý do là việc Ukraine trở thành thành viên khi đang ở trong một cuộc chiến sẽ buộc liên minh phải áp dụng điều 5 với nguyên tắc phòng thủ tập thể đã được đảm bảo. Đánh giá khái niệm chiến lược mới. Một khái niệm chiến lược mới đã được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây nhất ở Madrid vào năm 2022 nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của NATO. Từ các cuộc tập trận tập thể, lực lượng chiến đấu và cơ cấu chỉ huy đến khả năng phục hồi không gian và mạng cũng như nâng cao khả năng bảo vệ sườn phía đông của liên minh. Một năm sau, hội nghị thượng đỉnh Vilnius tạo cơ hội để NATO đánh giá mức độ và sự thành công của việc thực hiện khái niệm chiến lược mới. Các kế hoạch sản xuất nhiều vật liệu quốc phòng hơn và tăng tốc năng lực công nghiệp tập thể cũng có khả năng nằm trong chương trình nghị sự. Thụy Điển gia nhập NATO. Một vấn đề khác sẽ chi phối chương trình nghị sự của giới lãnh đạo NATO ở Vilnius là nỗ lực của Thụy Điển để trở thành thành viên NATO. Vào tháng 5 năm 2022, chỉ vài tháng sau cuộc khủng hoảng Ukraine, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO, đảo ngược tình trạng trung lập kéo dài hàng thế kỷ. Tuy nhiên, trong khi Helsinki đã được chấp nhận gia nhập liên minh vào tháng 4 năm nay,
nỗ lực gia nhập của Stockholm tiếp tục bị chặn bởi Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày 10 tháng 7 đã chấp thuận chuyển đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển cho Quốc hội nước này phê chuẩn. Ankara trước đó từ chối chuyển Stockholm vào liên minh với cáo buộc Thụy Điển chứa chấp các phần tử khủng bố người Kurd. Tăng cường tiếp cận Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong khái niệm chiến lược mới năm 2022, các nước NATO ngày càng cảnh giác với Trung Quốc và gắn an ninh ở châu Âu, Đại Tây Dương với an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Điều này càng được chú trọng bởi mối quan hệ ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Nga khi hai nước này thiết lập quan hệ đối tác không giới hạn. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phàn nàn về việc thiếu thời gian biểu cho việc gia nhập NATO trong tương lai vào thứ Ba, khi ông xác nhận rằng ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt của liên minh ở Vilnius, Litva, để đảm bảo đất nước của ông được đối xử tôn trọng. Triển vọng về tư cách thành viên NATO trong tương lai của Ukraine đang hiện ra lờ mờ trong cuộc họp ở Vilnius, với việc Ukraine và những người ủng hộ mạnh mẽ hơn của họ kêu gọi đồng minh vạch ra một lộ trình cụ thể để gia nhập, rất có thể là khi giai đoạn nóng của cuộc chiến đang diễn ra với Nga kết thúc. Các quốc gia NATO đang tìm kiếm một sự cân bằng tốt trong việc vượt qua cam kết mơ hồ về tư cách thành viên trong tương lai của Ukraine, được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest năm 2008. Trong khi tránh đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể phát sinh từ việc Kiev gia nhập giữa một cuộc chiến nảy lửa với Moscow. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã tweet vào thứ Ba rằng thật lố bịch khi không đưa ra khung thời gian cho việc gia nhập trong tương lai của Ukraine, ngay cả khi đang giao tranh với quân đội Nga và không có dấu hiệu đàm phán hòa bình nào với Tổng thống Vladimir Putin. Chúng tôi coi trọng các đồng minh của mình, Zelensky viết. Chúng tôi coi trọng an ninh chung của chúng tôi và chúng tôi luôn đánh giá cao một cuộc trò chuyện cởi mở. Ukraine sẽ có đại diện tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius bởi vì đó là về sự tôn trọng. Nhưng Ukraine cũng xứng đáng được tôn trọng. Bây giờ, trên đường tới Vilnius, chúng tôi đã nhận được tín hiệu rằng một số vấn đề nhất định đang được thảo luận mà không có Ukraine. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng các vấn đề này là về lời mời trở thành thành viên NATO của Ukraine. Thật chưa từng có và vô lý khi khung thời gian không được ấn định cho lời mời cũng như tư cách thành viên của Ukraine. Đồng thời, từ ngữ mơ hồ về điều kiện được thêm vào ngay cả đối với việc mời Ukraine. Dường như không có sự sẵn sàng nào trong việc mời Ukraine gia nhập NATO cũng như biến nước này trở thành thành viên của liên minh. Điều này có nghĩa là còn một cơ hội để mặc cả tư cách thành viên NATO của Ukraine trong các cuộc đàm phán với Nga. Và đối với Nga, điều này có nghĩa là động lực để tiếp tục khủng bố. Sự không chắc chắn là điểm yếu, và tôi sẽ thảo luận cởi mở về điều này tại hội nghị thượng đỉnh. Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì mối quan hệ thân thiện với Nga trong suốt cuộc xâm lược toàn diện của Putin vào Ukraine, phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với nước này. Trong lúc đó, Ankara cũng đã gửi máy bay không người lái có vũ trang tới Kiev và lên án quyết định xâm lược nước láng giềng của Nga. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người trước đây được Vladimir Putin gọi là bạn thân, đã giáng một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Nga chỉ trong một tuần. Hai đòn giáng đầu tiên về NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, đòn mới nhất giáng vào Putin là vào thứ Hai khi Erdogan đồng ý gửi văn bản gia nhập NATO của Thụy Điển tới Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ càng sớm càng tốt, sau nhiều tháng trì hoãn đưa ra quyết định. Erdogan cũng kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nhanh chóng theo dõi đơn đăng ký của Ukraine để trở thành thành viên của Liên minh quân sự vào thứ Bảy. Putin đã lên án việc mở rộng NATO, nói rằng sự lớn mạnh của tổ chức này là một phần lý do khiến ông xâm lược Ukraine năm ngoái. Kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, Phần Lan đã trở thành một thành viên, trong khi Erdogan cản đường Thụy Điển gia nhập liên minh. Ukraine xứng đáng là thành viên của NATO, Erdogan nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình vào sáng thứ Bảy. Và tôi muốn nhấn mạnh một điểm trước sự hiện diện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa rằng không ai sẽ thua cuộc nếu một nền hòa bình công bằng sắp đến. Điện Kremlin đã thề sẽ trả đũa nếu Ukraine trở thành thành viên NATO. Nhà máy bay không người lái Bayraktar TB2.
Một động thái khác có thể khiến Putin lo lắng là việc Thổ Nhĩ Kỳ bật đèn xanh cho việc xây dựng một nhà máy sản xuất Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế. Một loại máy bay không người lái đã tỏ ra rất quan trọng đối với Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra. Bayraktar TB2 là máy bay không người lái tầm trung MEL do công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, chủ yếu dành cho các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, có kích thước gần bằng một chiếc máy bay nhỏ. Nó có camera và có thể được trang bị bom dẫn đường bằng laser. Máy bay không người lái tiến hành các nhiệm vụ tình báo, trinh sát và vũ trang, đồng thời có thể bay với tốc độ 138 dặm một giờ, trong khi mang theo trọng tải lên tới 330 pào. Máy bay không người lái đã được sử dụng trong cuộc tấn công đánh chìm tàu chiến Moskva của Nga ở Biển Đen vào tháng 4 năm 2022. Áp lực thỏa thuận ngũ cốc. Trong một lần xuất hiện chung với ông Zelensky, ông Erdogan nói với các phóng viên rằng Ankara muốn một thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine ở Biển Đen được gia hạn thêm 3 tháng thay vì 2 tháng. Thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm ngoái sẽ hết hạn vào ngày 17 tháng 7. Nga gần đây đã đe dọa chấm dứt thỏa thuận và việc Erdogan thúc đẩy gia nhập hiệp ước có thể sẽ khiến Tổng thống Nga thất vọng. Một số bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm từ kênh Telegram lực lượng vũ trang hoạt động, cho biết họ cung cấp tin tức hoạt động về lực lượng vũ trang Ukraine, tuyên bố hôm thứ Bảy rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đã xác nhận rằng thỏa thuận ngũ cốc sẽ vẫn còn, ngay cả khi Nga chính thức rút khỏi nó. Bài đăng nói thêm rằng Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bảo đảm việc đi lại an toàn của các tàu ở Biển Đen. Hậu vệ Azovstal. Hôm thứ Bảy, Nga cáo buộc Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm thỏa thuận trao đổi tù nhân sau khi Zelensky đưa về nước từ Ankara, năm chỉ huy từng bảo vệ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol vào năm ngoái. Chúng tôi đang trở về nhà từ Thổ Nhĩ Kỳ và đưa những anh hùng của chúng tôi về nhà, Zelensky nói, một ngày sau cuộc gặp Erdogan để đàm phán ở Istanbul. Vasil Botna, đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã không đặt ra bất kỳ điều kiện nào cho sự trở lại của năm chỉ huy. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc và rất mong là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, share video cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.